trời dữ. Hai bên đó, bên kia á, bên kinh cũng nhanh. Lấy đại mà, lấy đại bị đuổi gì ấy. Thì có mấy thằng gì á. Giống như lên bè cứ lên đại, chừng nào bị đuổi thì tính. Ở đây người ta ở đây còn có nữa chứ lạ. Mấy ông này như là quen với ông theo mà. Mấy ông câu tay nè. Còn mấy ra câu bè. Câu bè là mới đây á. Chứ đó giờ em đâu có quay cái đường đi ra đâu. Chỉ quay khúc ngoài này mà. Dễ quen với mấy ông của sách thẻ á. Cửa thùng cho nhỏ trong nữa kìa, hai ba cái trong nữa kìa. Ở cái miếng xuồng nữa gì đó chị thấy không? Đến kiểu này mấy ông thấy cái là mấy ông ra đây câu hoài luôn, quá nhiều cá mà. Hồi nãy ông móc cái lỗ ra muốn của mình chị nè mà không có gì hết, kêu về rồi đó. Nó ủa từ bữa em dở tới giờ là chưa dở luôn ha anh thấy. Nó cá tra 4kg của ông Dành đó. Cái đầu nó ta đập con nhất đó ha. Rồi mấy lưỡi trâu chết trơn. Làm mồi cho tôm luôn. Lưỡi trâu nó về cộng với tép là không bao giờ còn. Tép thì cộng không cũng chết hết. Ôi chết lâu quá. Thấy mẹ đi, thả mẹ đi. Này đủ lú hả anh thấy? Đủ. Gậy
đâu có bắt luôn đi. Nhà mẹ không ăn. Không ăn hả? Mẹ với nhà vợ không ăn, sao không biết mà ăn biết. Kỳ hả? Chặt lấu người ta ngon thì chết không ăn. Tại được đó em có mua một lần. Mua một lần mà ông bá không ăn. Vợ em nó cũng không ăn nữa. Ngon muốn chết luôn. Lấu kho ngon hơn lương nữa. Cái gì đó? Cái dai. Chị khoái có chặt. Chặt lấu hay là chặt tôm ngon không? Châu nó chết biết nhiều vậy. Nhóc vậy. Để chung với tôm, tôm nó đâm gì vậy nha. Ủa gọng không muốn chết nữa. Châu dở vậy đó. Nổi xịn luôn rồi. Châu có cái cắt để vô.